Chào mọi người, hôm nay mình xem tiếp bản bút nha. Cuốn này là Gosho Yoma Color Work, tổng hợp tranh màu của tác giả Conan từ năm 94 tới 2015. Cuốn này được in khổ rất to nhé. Để vô vậy nó dễ so sánh. Rồi. Đây là OB. Bìa áo phần chữ cũng lấp lánh nha. Đây là bề trong. Rồi, bắt đầu xem nè. Cuốn này nó có một cái hay nữa là nó tổng hợp cả những hình ảnh trên tạp chí nữa, cho nên thỉnh thoảng bạn sẽ thấy một số hình ảnh mà nó sẽ không có trong cái phiên bản truyện tranh mà bạn thường đọc.
Với mình thì đây là một vụ án rất là hay, vụ án cánh hoa rẽ quạt.